anh em ơi, anh em ơi, bữa trước mình có quay một cái đoạn clip, mình hỏi mấy anh em cái tác phẩm đây là mình làm cái gì. Nhiều anh em nói là làm ông cóc ngậm tiền nha bạn, và anh em đúng là được 50%, nhưng mà ngậm tiền để làm gì nữa. Này, anh em vô coi tác phẩm mình nè. Ở Việt Nam có ai làm cái kiểu này chưa bạn ơi? Đây. Ôi. Làm mẫu. Ngầu làm mẫu. Vũ làm gì? Làm mẫu cho ông diễn kéo. Làm mẫu cho ông diễn kéo mà. Anh em ơi, đây anh em mình làm tác phẩm đây là cóc thiền thừ, ngậm tiền nha, mà đây làm cóc cốc đá. Và phía sau này anh em ơi, cái màu anh em thấy đại gặp chất lượng không? Đấy. Mình sợ nãy làm cái màu không được, anh lên cái màu mà rất là tâm đắc ha. Anh Hùng nha bạn. Hai hũ đây là hũ nào của anh rồi, hũ nào của ông chú vậy? Anh nói tôi để lấy hết hai hũ. Không, làm sao cái nhò là ông Hiển ông cho cái hũ mấy mặt này, cho hai hũ này. Nghĩa là anh nhìn cái mặt, ông biết là ông keo nhất rồi. Anh em mình còn 2 ngày nữa là mình về nhà mới rồi, tranh thủ bây giờ mấy anh em làm xong rồi. Nói chung nhà mình không có gì ngoài mấy mực nha, làm xong rồi thợ ở đây thì chỉ không lấy lương, chỉ là lấy mấy mực trừ lương thôi nha. Ôi, mà sao Hiển ở gần cây sồn mà sao keo dữ vậy? Cây sồn keo dữ. Anh em ơi, đây nè anh em ơi. Đây là phía trước là cái thiền thừ nha, nhưng mà phía sau đây là mình sẽ trồng cây mai. Cây mai mình là có cái mai cóc nha bạn ơi. Bên đây, bạn ông đang làm cái gì đây? Chân ba của con cóc này nè. Chân ba. Trước là hai chân nào? Chân giữa. Chân ba cho mấy chân giữa nha bạn. Đây, anh em mình sẽ làm cái đây để mình cho cái mai cóc này vô. Đây qua này coi nè anh em ơi. Đây là mai cóc nha anh em ơi. Cho anh em xin cái mai cóc này ra ơi. Đấy. Anh em thấy cái anh em thấy củ giống như cái rễ cóc không? Đó, anh em thấy cũng ba chân luôn nè. Đấy. Ok chưa? Ok man không? Anh em thấy không? Uy tín không? Đấy. Còn đen đâu rồi? Vô. Đen đang theo lúc bạn đó. Anh em vô trong luôn anh em ơi. Đi vô mặt cho em. Còn 2 ngày nữa về nhà mới rồi mà chưa về hết anh em ơi. Nói chung nhà mới thì mình không có mời khách nha anh em. Mình nói chung là mình cứ cúng sơ rồi mình về anh em ơi. Đấy. Vô anh em ơi. Anh em biết gì không? Kỷ niệm của anh em mình nha. Kỷ niệm một thời của anh em mình. Đấy, nút vàng nha. Và nút bạc. Mấy nút bạc? Ba nút bạc nha. Bỏ lại. Đó, từ thở lúc đầu mình làm tới giờ. Nói chung cũng cảm ơn tất cả nha anh em, nhờ anh em mà mình mới có được ngày hôm nay nha. Và anh em mình xem lại kỷ niệm anh em mình. Nói chung là mấy bữa nay mình quay quá trời rồi, bây giờ cái là mình nghĩ rồi cũng buồn. Lâu lâu coi lại thấy nhớ kìa luôn. Hồi nãy gọi anh Hải qua, nói anh Hải qua chơi quay một đoạn clip mà anh Hải lỡ đang đá già mất cái anh qua kịp nha anh em ơi. Anh em mình đi sinh tồn nha. Đấy. Anh em nào yêu quý anh em mình thì anh em chịu khó bấm nút like theo dõi để anh em mình sẽ làm nhiều nội dung trên này để anh em xem, và đặc biệt anh em yêu quý ủng hộ mình mắm mực, mắm mực của anh em mình, đặc biệt mực của anh em mình, anh em cứ đặt sản phẩm của anh em mình cứ thử dùng. Mực anh em mình làm mực muối chua, nhưng mà muối chua không phải là muối mực là nó chua chua, nhưng mà muối chua là anh em mình muối nhạt, muối là con mực nó nhanh tan nhưng mà ăn vậy nó mới ngon đấy. Muối chua sản phẩm anh em mình, em cứ đặt có logo anh em mình, sản phẩm bị lỗi một mình đề 100.000 nha trên một sản phẩm, anh em yên tâm uy tín nha anh em ơi. Quý tín cho toàn người chưa? Đủ có cái thêm người chưa? Quý tín rồi được rồi, chụp hình công sức mấy anh em vô vô đấy. Dạ đúng nha. Vô tỏ lên tôi đấy. Vô đấy, quý tín nha anh em. Còn nhà này em cho vệ sinh sạch sẽ rồi. Em coi tôi cái chỗ này nó bấm này tối đi nha. Đó. Đấy, anh em nào mà ở xa đâu không, khi về Bình Định quen em mình cứ lâu lâu đi ngang ghế nhà mình chơi. Nhà mình nói chung mà không có rào cao cửa rộng hết anh em ơi, lúc nào cũng không gian mở hết, hàng rào sụp sụp thôi. Anh em thích thì vô chơi tham quan nhà mình đây, rồi nhà sàn nhà đất bên kia anh em thích chụp hình chụp ảnh muốn làm gì làm thoải mái nha anh em ơi. Quá quý tín.